thứ chúng ta không thể làm sáng tỏ không có nghĩa là nó không hề tồn tại đâu nha. Một tác phẩm mang đậm chất liêu trai của điện ảnh Thái Lan, phát sóng lần đầu tiên tại Việt Nam. Không ai biết được tin tức gì từ bà ấy. Cảnh sát điều tra nói đó là một vụ tự sát. Con nhất định phải tìm ra sự thật. Rồi cô ấy sẽ bị ám bởi chính hồn ma của bà mình thôi. Bí mật có bị vạch trần. Bà không hề tự tử, là ai đó đã giết bà. Đón xem Vòng Xoáy Tội Ác lúc 20 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11.